ngoại không muốn ở nhà. Ở nhà đi. Ngoại muốn bước ra ngoài. Ngồi xuống đi. Ngoại không muốn ở nhà. Làm ơn đi. Tôi không muốn ở nhà. Corona. Hello, xin chào tất cả quý vị. Hiện tại Lộc đang đứng ở ngoài sao bát gia của nhà. Đây là ngoài sao Lộc đó, nó là cái hai cây nhãn. Hai cây nhãn nhưng mà tới mùa nhãn đó, trái nó rất là xum xuê, nó trĩu nặng cành luôn á, mà ăn rất là ngọt. Mỗi mùa đó đó là ở nhà ba mẹ với lại Lộc Loan với lại bé Gia Linh là hái, leo lên hái, bắt cây thang leo lên hái. Rồi có những cái cây móc đó mình móc xuống, mình giật xuống mình để mình hái, nó cũng hơi cao. Ok, rồi xe qua đây nha. Hello, hello. Hello. Hôm nay xin chào tất cả. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Ở Cali, vùng Orange County thì mưa tầm tã, nhưng mà hồi khuya này mưa, hôm nay giờ này thì trời nắng được chút, cho nên đi ra đây mình ngồi mình lấy một tí vitamin D nha quý vị. Nói trời nó cũng hơi lạnh lạnh, phải mặc áo lạnh vô. Ok rồi, để Lộc ngồi xuống nha. Hồng Loan đang xem về cái ca bệnh của ngày hôm nay á, thưa quý vị. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2020, bây giờ là 2 giờ 45 phút trưa, thì cái ca bệnh hiện giờ là 333.173 người bệnh. Số người chết là 9.536 và số người được chữa khỏi là 17.177. Như vậy là đúng là cái tuần lễ mà đỉnh điểm của cái bệnh virus Vũ Hán này, cho nên một ngày là trên 25.000, mà Hồng Loan thấy là nó dao động trong khoảng 28.000 đó quý vị, những người bệnh thêm. Và nhưng mà cũng đỡ là hôm nay Hồng Loan thấy được cái số lượng recover đó là mình được hơn 2.500 người được chữa khỏi, thì cũng là một cái tín hiệu khả quan. Hồng Loan không muốn bàn về số người chết của ngày hôm nay nữa, tại vì ngày hôm qua mình nói chuyện thấy nó buồn quá rồi. Thôi bây giờ mình cảm thấy mình khả quan cho những cái gì mà nó sẽ diễn ra sắp tới, có nghĩa là ca bệnh sẽ phục hồi nhiều ha quý vị ha. Và quý vị có biết á, quý vị có thắc mắc giống Hồng Loan á, là vì sao mà cái số lượng mà đàn ông bị mắc bệnh nhiều hơn phụ nữ, và cái số lượng mà người đàn ông mất đó cũng nhiều hơn phụ nữ luôn. Ở trên đây thì họ thống kê đó là về bệnh á, là người phụ nữ là chiếm 45%, đàn ông là chiếm 55%. Đó, còn về mà mất đi đó là phụ nữ 43% và đàn ông là 57%. Đàn ông sao nhiều hơn ha, ngộ ha. Ừ, đó thì Hồng Loan cũng thắc mắc như vậy đó. Thì Hồng Loan mới vô mình xem thử coi những vị bác sĩ, những nhà nghiên cứu họ nói như thế nào. Thì có một số người thì nói là cái lượng mà người đàn ông hút thuốc á nhiều hơn phụ nữ, cho nên cũng như là cái phế quản và phổi của họ yếu hơn, cho nên họ dễ mắc bệnh hơn và họ dễ bị viêm phổi hơn. Cho nên đây cũng là thời điểm nha, những người mình mà ai mà có hút thuốc á, thì hãy cố gắng bỏ thuốc trong giai đoạn này. Hồng Loan có người anh đó, anh hút thuốc cũng mấy chục năm rồi đó, rồi anh mới bỏ thuốc là anh xài cái miếng dán đó quý vị, cái miếng dán mà để giúp cho mình cai thuốc đó, thì kết quả nó rất là hữu hiệu. Cho nên là Hồng Loan mong là chúng ta hãy thử đi, phải cố gắng mình thử, mình bỏ thuốc, mình vì cái sức khỏe của bản thân mình, vì muốn sống lâu với lại vợ con, chồng con, thì chúng ta bỏ hút thuốc nha quý vị ha. Mà hút thuốc nó cũng tác hại lắm, nếu mà không có cái virus này nó cũng dễ đưa cái tuổi thọ mình xuống thấp. Tại vì rất là nhiều người bạn, như người anh, người chú, người bác của Lộc á, cũng đã bị gọi là viêm phổi vì cái hút thuốc này và đã tử vong lúc còn trẻ lắm, khoảng chừng 40-50 tuổi là đã mất rồi. Thì quý vị nếu mà bỏ được thuốc thì rất là tốt. Thì chúng ta ai cũng biết mà hút thuốc là không có tốt, nhưng mà nhiều khi không bỏ được, biết đâu trong cái thời điểm này nè,
thời điểm mà nó căng thẳng như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta có cái động lực mạnh hơn, kèm theo với lại đi mua cái thuốc dán mà để giúp mình đó, thì cũng rất là tốt. Người ta nói là có thể là mình ngậm kẹo, mình dán xài cái thuốc đó, và mỗi lúc mình muốn uống thuốc gì đó thì mình có thể mình ngậm một cái kẹo để mà đánh lạc hướng đi, thì trong một thời gian dài thì chúng ta có thể sẽ bỏ được, giống như là anh của Hồng Loan nhé. Và một cái nghiên cứu nữa là có lẽ là đàn ông không có vệ sinh sạch sẽ như phụ nữ, đúng không? Có không? cái đó chắc cũng đúng một phần đó, tại vì đàn ông mình thì lúc nào mình cũng sơ sài hết, chẳng hạn như sáng dậy đến răng rửa mặt xong cái mặc cái áo vô đi thôi vậy đó. Còn phụ nữ người ta chi ly thì coi như là chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, đủ thứ đó, và có lẽ là đúng. Với lại vấn đề quan trọng là thói quen là phải rửa tay sạch sẽ thường xuyên á, nhiều khi mấy ông hay quên, cho nên cho đến giai đoạn này đôi khi mấy ông cũng thường hay quên lắm. Phụ nữ ở kế bên thì phải nhớ nhắc mấy ông nha, nhất là mỗi lần đi đâu hay là làm bất cứ cái gì thì lúc nào Hồng Loan cũng nhắc Lộc là phải nhớ nha, rửa tay nha. Cho nên tới ngày hôm nay thì Lộc cũng đã có cái thói quen đó rồi, cũng đỡ hỏi có phần nhắc hoài. Nhiều khi mình nhắc hoài cái mất cằn nhằn lè nghèn hoài mệt quá, phải không quý vị? Mình nhắc lại cho sức khỏe của ổng mà nhiều khi nó biết rồi mà nhắc hoài. Không, cái này được, cũng đúng ra là tại vì thói quen thôi, tại mình hồi nhỏ mình không có được như vậy nên lớn thì mình ráng tập từ từ cũng quen. Và một cái nghiên cứu mà theo khoa học có nghĩa là người phụ nữ là cái nhiễm sắc thể X của người phụ nữ là nhiễm sắc thể kép, và của người nam là nhiễm sắc thể đơn. Thì cái nhiễm sắc thể X đó nó có một cái kháng thể mạnh hơn đó, cho nên người phụ nữ họ được nhiễm sắc thể X mà kép trên kháng thể của họ mạnh hơn người đàn ông. Cho nên đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà người phụ nữ ít nhiễm bệnh hơn đàn ông. Mạnh hơn bởi vì cái giọng nói ra cũng lớn hơn nữa. Nói biết cũng... Gì cười. Bình thường Hồng Loan nói chuyện quý vị thấy nhỏ nhẹ vậy không? Mà ông nói cái giọng lớn là sao? Lúc nào người ta nói cũng nhỏ nhẹ hết trơn mà nói lớn là lớn. Trong gì? Cái giọng nói nó có cái kim đưa đi. Nhỏ quá. Hình như là ở đây là diễn đàn mình nói về bệnh dịch chứ không phải diễn đàn bán đính vợ nha. Quên ha. Chuyển kênh lại nha. Bởi vì không có nói về đàn ông phụ nữ nữa. Nói là có cớ rồi bắt đầu chỉa à, thấy không? Nói quý vị thấy không? Lo hiền không? Không muốn nói gì nói nè. Đâu có được nói đâu. Cơ hội này mới được nói nè. Thưa quý vị, chúng ta có một cái tin vui từ Úc là họ cũng đang nghiên cứu một cái vaccine để mà phòng ngừa, chủng ngừa cho Covid-19. Thì cái này họ cũng đang trên đà nghiên cứu thôi. Và hiện tại bây giờ là họ nghiên cứu vào hai con trộm. Họ sẽ đưa cái vaccine nó vô trong vòng 4 tuần lễ. Và sau đó thì họ sẽ tiêm cái con virus Vũ Hán vào hai con trộm đó. Thì tùy theo liều lượng của mỗi con để mà họ nghiên cứu xem như thế nào, coi kết quả nó có khả quan không. Thì cái nghiên cứu này theo đúng cái tiến trình đó phải là 3 tháng thì mới có thể đưa ra thuốc. Nhưng mà mình cũng mong là chắc chắn là phải 4 tuần rồi để mà mới tiêm cái con virus nó vô được. Mình cũng mong là cái sự tiến hành nó thể hiện nhanh để mà những cái người bác sĩ đó họ nghiên cứu họ làm nó nhanh hơn, và chúng ta sẽ có vaccine trong thời gian tới. Cái điều mà chúng ta mong đợi nhất bây giờ là vaccine, có vaccine là chúng ta không còn sợ nó nữa. Thì có vaccine rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều người góp tay vô, bác sĩ, y tá hay bất cứ ai muốn làm gì để mà cứu giúp những người bệnh thì nó cũng rất dễ dàng hơn. Và phương pháp trị liệu thì hiện bây giờ cũng có rất là nhiều phương pháp. Hồng Loan có quen với lại cái anh bác sĩ đó, thì anh nói hiện tại bây giờ đó là người ta đưa ra như là khoảng 20 cái phương pháp, người ta nghiên cứu 20 cái phương pháp và thuốc để trị bệnh, 20 cái loại thuốc để trị cái bệnh này, nhưng mà vẫn đang nghiên cứu thôi. Tất cả khắp nơi trên thế giới đang ráo riết nghiên cứu về cái thuốc trị
phương pháp trị và cái vaccine để mà ngăn ngừa. Cho nên trong thời gian rất sớm, Hồng Loan hy vọng thời gian rất sớm chúng ta sẽ thoát khỏi cái đại dịch này, thưa quý vị. Có nhiều người lo lắng là họ hỏi là cái vaccine nó chừng nào mới có. Thì Lộc có tìm hiểu là hiện tại giờ có rất là nhiều vaccine, nhiều chỗ tạo ra những cái vaccine, nhưng mà họ phải chờ là FDA họ chấp thuận. Mà thông thường á, là phải đúng 3 tháng 90 ngày nó, họ mới có thể là công bố cái vaccine đó có xài được hay không. Tại vì bên Mỹ thì họ cái tính mạng của con người nó cao lắm. Nhiều khi mình đang mạnh khỏe, mình chích cái đó vô, cái mình bị bệnh, mình chết. Cái đó là lỗi của toàn của họ, nên họ rất là cái an toàn là trên hết. Quan trọng là họ nghiên cứu cái tác dụng phụ đó. Cái tác dụng phụ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của cái người bị chích nó có nhiều không, thưa quý vị. Hôm nay Hồng Loan cũng xin nhắc lại về cái vấn đề mà trong cái tình trạng như thế này là nó lường gạt rất là nhiều. Quý vị phải rất rất là cẩn thận. Cái vấn đề là gửi thơ nè. Gửi thơ bây giờ là cũng có nè nha. Gửi thơ, gọi điện thoại và đưa email, gửi email. Tất cả nên họ nói là từ ở sở thuế gửi đến, chúng ta phải rất là cẩn thận. Sở thuế không bao giờ gọi điện thoại, tại vì họ không có thời gian, không ai có thời gian mà gọi cho từng người, bao nhiêu mà triệu người như vậy. Không bao giờ có điện thoại. Có những người á, hỏi Hồng Loan là họ gọi điện thoại, họ kêu mình đưa thông tin, đưa social. Rồi nếu mà có quốc tịch thì cho biết quốc tịch, còn không mà có thẻ xanh thì cho thẻ xanh. Không nha quý vị, tuyệt đối là không, điện thoại là không bao giờ. Gửi thơ thì chúng ta phải coi rất là kỹ, coi có đúng hay là không. Và cái trả lời cái địa chỉ này nọ, nếu mà mình trả lời phải coi cái địa chỉ đó là phải đúng là của sở IRS hay không. Nhưng mà Hồng Loan cũng không nghĩ là họ sẽ gửi thơ, họ hỏi mình cái gì hết. Tại vì tất cả bây giờ là chúng ta lên cái link của IRS, chúng ta vô đó là nó có tất cả mọi thứ. Hồng Loan sẽ gửi kèm cái link ở dưới đây để cho quý vị, để quý vị vào cái link đó để quý vị coi thử quý vị cần gì thì sẽ có hết ở trong đó. Và email cũng vậy, không trả lời email phải coi cho kỹ, nhưng mà chắc chắn là cũng không có email. Với lại cái phần mà nhận tiền đó thì cũng nhiều người hỏi là khi nào mình nhận tiền, thì sớm nhất chúng ta có thể nhận là ngày 9 tháng 4 này là chúng ta sẽ nhận được tiền, nếu như chúng ta có cái direct deposit. Hồng Loan cũng xin nhắc kỹ với quý vị nha, có cái direct deposit. Và chúng ta nếu như không có cái đó, bây giờ mình phải lên mạng liền, mình update cái checking account của mình để mà sở thuế gửi về. Còn nếu không á, mà gửi thơ đó là phải 2 tháng là mới tới đó. 2 tháng thì sở thuế họ nói như vậy, tại họ phải làm việc nhiều hơn, thưa quý vị. Sáng nay Hồng mới vừa nhận được một cái email cũng là lường gạt á. Nó đề là Amazon gửi cho bạn là lý do là cái account của bạn có thể chấm dứt trong vòng đầu tháng 4. Bạn phải vào đây liền. Thì là Lộc cũng bấm vô coi thử, thì trong nó đề là Amazon, rồi lý do hiện tại là Covid-19 này nọ, bla 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 bla, rồi bạn hãy bấm vào đây. Bấm vô cái nút sender nha quý vị. Phải bấm vô cái nút sender người gửi nha. Thì bấm vô cái là nó ra cái email gì lão quắc lão quơ rồi, nó không có dính líu gì tới Amazon hay là cái hãng nhà băng của mình hết đó. Cái chữ đầu nó để là Amazon mà mình nhấn vô chữ đó thì nó sẽ hiện một dãy những chữ gì đâu không à. Rồi biết xạo rồi. Bấm tắt xóa. Đó, bây giờ lường gạt nhiều lắm quý vị, hãy cố gắng, chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái giai đoạn này. Gần đây ở trên Facebook nó có một cái gọi là cách tính mà làm người ta bất ngờ đó, người ta sợ hết hồn. Có nghĩa là lấy cái năm sinh của người đó cộng với cái số tuổi sẽ ra số 2020. Nghe ghê không? Chẳng hạn như sinh năm 1970, năm nay là tính tuổi Việt nha, năm nay là 50 tuổi, thì là 1970 cộng với 50 ra 2020. Trời ơi, mấy người bạn của Lộc ai cũng lên đó, trời sao mà hay quá vậy, sao chính xác quá vậy, hay quá vậy. Nhưng mà Hồng Loan vô, Hồng Loan coi rồi. Xong rồi cái Hồng Loan nói gì, ủa đâu có gì đâu. Thì đơn bây giờ thử bây giờ tính năm 2025 coi, phải không? Thì sinh năm 70
là 55 tuổi, cộng với lại 1970 cũng thì ra, cũng ra 2025. Bây giờ tính đơn giản như năm sau năm 2021 đúng không? Bây giờ là 1970 cộng 50 là 2020. 1970 cộng 51 là 2021. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề mà cái suy nghĩ của mình á, mình dễ bị đánh lạc hướng lắm. Đánh lạc hướng, cái đó họ cứ nhìn vô, họ cứ tính theo đúng cứ đúng năm đó thôi. Ủa mày mấy tuổi cộng vô, mấy tuổi cộng vô. Ủa trời sao hay quá vậy? Cái người ta cảm giác ồ sao ghê quá ha. Ghê quá. Cái chuyện này 1000 năm mới xảy ra không có đâu nha quý vị. Cái đó tính là thông thường thôi. Đâu có gì đâu khó. Có người nói 1000 năm mới xảy ra một lần. Không ăn cười đau bụng luôn. Bây giờ mình kể chuyện vui đi. Sau khi dịch đó, cái ví dụ như là Hồng Loan đi, cái sau khi dịch cái tự nhiên cái bụng bự lên, cái đi cái Lộc mừng quá, Lộc nói trời ơi gia đình sắp có em rồi, cái đi vô bác sĩ á, cái là Hồng Loan hỏi bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ siêu âm giùm em coi con trai hay con gái vậy. Cái bác sĩ nói trai gái gì mở không có bà. Chắc chết luôn. Anh kể chuyện vui quá, anh chưa kể là em mất cười rồi đâu, kể rồi. Không có cười nha. Dạ. Chứ không được cười. Có cái ông bác sĩ này nè, ông buổi sáng thì ông uống cà phê, ông đọc báo. Thì ông mới đưa lên cà phê lên, ông định uống. Thì ông la lên cái, bà vợ bà hết hồn mới chạy lên bà hỏi, ủa có chuyện gì vậy anh? Ông mới bỏ lại cà phê xuống, ông nói trời ơi, bà ơi, tôi bị nhiễm corona rồi. Cái bà mới bà quá hoảng hốt, bà nhìn cuối cùng bà phát hiện ông đeo khẩu trang. Ông không ngửi được mùi cà phê hả? Không ngửi được mùi cà phê mà mới phát hiện kỹ lại. Ở trong nhà uống cà phê mà đeo khẩu trang, cái đó là bệnh nghề nghiệp á quý vị. Nhưng mà vấn đề đó là Lộc với Long muốn chia sẻ với quý vị, đó là cái khẩu trang. Cái khẩu trang đó là bà vợ bà mới may cho ổng. Tự may. Đó, bà dùng cái filter của cái máy hút bụi. Đó, người ta tìm ra được là cái filter của máy hút bụi đó quý vị, thì nó ngăn chặn virus được 99.97%. Rất là tốt. Đó. Bởi vậy đó, khi mà chúng ta may khẩu trang đó, quý vị cắt thêm một cái lớp đó, chúng ta để ở bên trong hai cái lớp khẩu trang mình ướp lại để mình may, thì cái lớp đó mình để ở bên trong thì nó sẽ ngăn ngừa cái con virus tới 99.97%. Cho nên khi mà đeo cái đó vô là không ngửi được mùi luôn. Cái đó rất là tốt. Chúng ta hãy đi tìm mua. Thì nếu mà hiện bây giờ chúng ta đã may rồi thì mình có thể cắt những cái filter đó, mình để ở bên trong cái khẩu trang của mình để mình sử dụng cũng được nữa. Ha quý vị, cái điều đó thì Hồng Loan với Lộc cũng mới vừa tìm ra được, thì muốn gửi đến quý vị để bảo vệ sức khỏe của chúng ta trong thời điểm này. Mà cái miếng đó nó bây giờ hiện tại rất là dễ kiếm ở các chỗ như Home Depot hay Lowe's hay các loại cái chỗ mà bán dụng cụ trong nhà đó. À nó gọi là HEPA hả? HEPA, cái hiệu HEPA. Dạ. Thì nó bán, người ta đâu có biết đâu, nhưng mà nó là rất là hữu hiệu. Hôm nay nói về cái vấn đề mà chúng ta đi ra ngoài đường mà những cái nút bấm hay là những cái gì mà vệ sinh mà mình sợ nhiễm virus đó, thì nhưng mà Hồng Loan nghĩ chúng ta đừng có mà kỹ mà đến mức độ quá đáng như là cái người phụ nữ này là đang bị lên án rất là nhiều. Quý vị xem cái hình này nha, cô ta bấm cái nút mà đi qua đèn xanh đèn đỏ mà bấm bằng cái chân đó, thì quý vị xem thì quý vị có cảm giác như thế nào. Hồng Loan là không thể nào chấp nhận được cái điều này, cái đó là quá ư là mất lịch sự, mất vệ sinh. Có cách đó quý vị, có nhiều người á, người ta dùng cái cù chỏ để mà người ta chọt vô đó. Cái thứ hai nữa là cái dùng cái đầu này nè chọt vô đó, tại vì những cái chỗ này nó ít có nào mình sử dụng để mà đụng vô mặt mày hoặc là thì ít thôi. Nhưng mà thì chúng ta bấm cái tay rồi mình lấy hand sanitizer mình lau, mình chùi, hoặc là nếu mà mình biết nó không vệ sinh thì mình cố gắng mình nắm cái tay mình lại, giống như nhiều khi Hồng Loan bấm xong Hồng Loan phải nắm cái tay lại bỏ vô cái túi áo của mình để mà mình đi, đến khi nào mà mình có được cái giấy vệ sinh mình lau, mình rửa, mình chùi để mình sạch sẽ cho mình. Nhưng mà mình sạch sẽ cho mình không có nghĩa là mình lây lan cho những người khác, mình làm dơ giấy những người khác, như vậy là không có chấp nhận được. Phải không quý vị? Có một cái hình ảnh nữa là
cây dù thông minh. À, cây dù thông minh mỗi lần mà thấy có ai ách xì là bấm một nút, tự động bung xuống, húp, rồi không dính vô, không và rớt không thể nào xâm nhập vô cơ thể mình được. Một ý kiến rất là hay ha, ý nghĩa rất là hay. Ngày hôm nay là sẽ cố gắng nghiên cứu để mà làm cái dù đó, mỗi lần đi exercise ngoài đường khỏi phải lo lắng. Ok, hôm nay thì chia sẻ với quý vị một vài thông tin vui, không nói đến chuyện buồn của Hề hôm nay. Hy vọng là một ngày Chủ nhật đẹp trời, chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình với những bữa cơm chiều thật là ấm cúng ha quý vị ha. Hồng Lan và Lộc xin chào tạm biệt quý vị, và chúng ta sẽ nói chuyện với giao tiếp lần sau. Bye, bye.